Dạ, mến chào tất cả các cô chú anh chị gần xa đang xem kênh anh LTK Bonsai. Hôm nay nhà vườn em có về một số hoa giấy ngũ sắc siêu bông 5 màu và những giống giấy siêu hoa khác ạ. Em rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình từ cô chú anh chị gần xa thông qua số điện thoại 0706 961 085 cũng như là số Zalo của nhà vườn của em ha. Rồi, đầu tiên là em vô cây số 1. Trong clip này thì rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình từ cô chú anh chị gần xa ha. Đầu tiên là em vô cây số 1. Quá xá luôn nha cô chú anh chị, ngũ sắc thái 5 màu nha cô chú anh chị. Form này là form tàn lớn ha, cực kỳ là dày tàn nha cô chú anh chị. Đầu tiên là màu trắng phớt hồng nè, thứ hai là màu đỏ nè, màu đỏ thái rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi thứ ba là màu kem, màu hồng sắc pháo. Đủ hết với màu vàng nè, đủ hết 5 màu nha cô chú anh chị. Tàn rất là rực rỡ ha, tàn lớn nè, nụ hoa cực kỳ nhiều. Tàn phía trong này nè cô chú anh chị thấy nó vẫn có bức nụ nữa nè. Đây, cực kỳ là nhiều. Em nghiêng cái tàn xuống cho cô chú anh chị mình xem ha. Như cô chú anh chị thấy ha, bông mà nó từ ở trên đỉnh nè ha. Đây, bức nụ từ trên đỉnh này chặt dài xuống chèn lá, rất là xanh tốt nha cô chú anh chị. Cây hoa cực kỳ nhiều mà vàng lá xanh mướt như vậy rất là khỏe cây luôn ha. Nhìn dáng cây rất là đẹp luôn, tàn lớn. Cây này thì được tàn gom luôn nha cô chú anh chị, cái thân à, được 3 thân ha, 3 thân tam tài luôn nha. Tàn gom cực kỳ đẹp luôn. Ở dưới đây thì củ đế già nha, gốc già rất lượng, nhìn rất là quái nha cô chú anh chị. Thì chỗ này nó có vết chày nhẹ, lỡ nhẹ nha, nhưng không vấn đề gì hết ha. Cây nó vẫn xanh bình thường nha cô chú anh chị. Đây, nó hơi chày nhẹ do hồi đó em bứng cái phôi á, chứ không vấn đề gì. Rồi mã số 1, cao 1m3, tán ngang 1m5, quầy 19, mã số 1, 1,1 triệu. Em bao rồm cả phí ship luôn nha cô chú anh chị. Hai giấy ngũ sắc này mà cô chú anh chị mình mua một cặp về chân trước nhà thôi rất là đẹp luôn. Hoa này là nó cực kỳ siêu bông, nở quanh năm ha, bốn mùa. Cái tàn cô chú anh chị thấy nó tròn xoe luôn rồi nè, rực rỡ hoa, rất là đẹp luôn. Tàn cực kỳ dày, tàn gì cui à. Cây thì đang bứt nụ nữa nha cô chú anh chị. Như cô chú anh chị thấy ha, cái đọt nó ra tới đâu là tai bông nó sẽ kéo theo tới đó luôn. Đây, bứt tụ bông nó sẽ kéo theo tới đó luôn. Ở phía trên này cũng vậy luôn ha, màu đỏ thái rất là đẹp nha, rất là sáng. Tàn rất là dày tàn nha cô chú anh chị. Mùa mưa mà vườn em làm được bông nó nhiều như thế này cũng rất là cây khỏe mới làm được nha cô chú anh chị. Đây, cái vàng lá thì xanh mướt rồi nè. Mùa mưa mà vàng lá xanh mướt, bông cực kỳ nhiều là cây rất là khỏe cây luôn ha. Tàn cây nào cũng vậy chứ, tròn xoe ha. Bông thì bảo đảm đủ 5 màu hết nha cô chú anh chị. Củ đế gốc già luôn ha, gốc rất là già gốc. Đây, gốc cực kỳ già, đế sổ nha cô chú anh chị. Đồ sổ là 30, gốc già, củ đặc nha cô chú anh chị. Rồi mã số 2, cao 1m2 ngang 1m4 hoành 20, mã số 2, 1 triệu đồng. Em bao gồm cả phí ship luôn ạ. Tiếp theo là mã số 3. Số 3 cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn. Cái màu đỏ thái là nhìn thấy rất là đẹp rồi nha cô chú anh chị. Cái màu đỏ này là đỏ sáng, đỏ đậm, đỏ sáng nha. Nhìn cái này nó gực gỡ bông luôn, rất là nhiều ha, gỗ hết luôn rồi nè. Đây, tàn
tàn cực kỳ nhiều, tàn rất là dày tàn luôn nha cô chú anh chị. Đây, dạng lá này nè thì xanh mướt nè, rất là khỏe luôn. Đây, búp nụ của nó nè cô chú anh chị thấy ha, nụ nó nè. Đây, cực kỳ nhiều. Cây này vì ngũ sắc mà mấy cái màu, năm màu như thế này phối lại nhau, nhìn cái cây rất là sáng nha cô chú anh chị. Màu bông thì sáng cực kỳ, cô chú anh chị yên tâm ha. Mình chân một cặp như thế này trước cổng nhà thôi là ba cô chú anh chị mình rực rỡ luôn, rất là nhiều ha. Thì cô chú anh chị cũng biết ngũ sắc hái năm màu ha, tàn càng dày thì hoa nó sẽ càng nhiều nha. Rực rỡ hết trơn, còn ở đây thân là tàn gom luôn. Đợt này em về form tàn lớn mà dáng cây nó đẹp nữa ha cô chú anh chị, tàn nó gom lại nhau ha. Gốc thì nè, cực kỳ là lùng lực ha, gốc già luôn nha cô chú anh chị. Gốc này một ôm tay của em ha, em ôm ống giáp luôn nè. Cộng rễ của nó ha, một ôm tay nè, rễ cực kỳ già. Gốc sạch luôn nha, rồi mã số 3. Tổng thể chiều cao 1m3, tổng tới nghe 1m4, hoành 20. Mã số 3 1 triệu đồng bao gồm phí ship. Khi ship thì em ship luôn cả chậu luôn nha. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 cũng là một cây ngũ sắc hái luôn, quá xá cái phơm tàn rồi nè cô chú anh chị thấy ha. Nó cực kỳ là nhiều búp nụ luôn. Đây, búp nụ ăn nó ra coi nè, rất là nhiều luôn nè, ở phía trên đó nè, cực kỳ là nhiều nụ. Em nghiêng cái tàn xuống cho cô chú anh chị mình xem luôn ha. Đây, màu đỏ hái nè, tàn lớn lắm nha cô chú anh chị. Búp nụ là từ trên đỉnh ha, chạc dài xuống vòng xung quanh ha, còn kể cả ở phía trong đây nó vẫn có búp nụ luôn nè, chứ không riêng gì ở phía ngoài không ha. Coi nè, đèn lá thì cô chú anh chị thấy nó xanh, nó mướt nè, nó tốt nè, rất là khỏe luôn. Cây này dáng đẹp mà tàn cũng đẹp nha cô chú anh chị. Cây này thì có độ hất thân ha, tàn gom, độ hất thân. Từ dưới mình nhìn lên tàn nó cực kỳ là dày luôn. Gốc đế sổ nè, gốc già lắm nha cô chú anh chị, gốc sạch sẽ luôn nha. Quá xá cái gốc nó đẹp rồi nè, lắc luộn rồi nè. Dạ, rồi mã số 4. Mã số 4 tổng chiều cao là 1m4. Ủa, chiều cao 1m25 tới ngang 1m4 và 18, 1 triệu đồng. Mã số 4 em bao gồm cả phí ship luôn ạ. Tiếp theo mã số 5. Kêu hiếm mút đưa cho anh Thạnh đi. Tiếp theo mã số 5. Số 5 quá sáng rực rỡ ha. Cô chú anh chị cây rất là đẹp ha. Cây này hai ta mẹ em ôm cái tàn hổng giác nữa nè. Cô chú hay anh chị thấy vậy thôi chứ cái tàn ở ngoài nó cực kỳ là lớn luôn nha. Năm màu à. Đó, cô chú anh chị thấy vừa búp nụ mà vừa nở hoa nữa nè. Rất là nhiều luôn nha. Cái dòng ngũ sắc hái này nó rất là xiên bông nha cô chú anh chị. Phơm tàn lớn luôn nè. Búp nụ thì rất là nhiều luôn. Siêu bông. Đợt này em về cái lô cây nào cũng đẹp chân nha cô chú anh chị. Cây nào cây nấy thì hoa rực rỡ luôn rồi nè. Chỉ cần một cặp như thế này thôi, chân trên sân thượng hay là trước cổng nhà đều rất là đẹp luôn. Tàn thì xum xê hoa, rực rỡ hết. Ở dưới đây thì gốc cũng rất là già luôn. Quá xá cây này, cái củ nó lớn nha cô chú anh chị. Gốc nó lớn nó già ha. Mà ở chỗ này nè, nó hơi có chạy nhẹ xíu thôi, nó hơi lỗi nhẹ là chạy nhẹ chỗ này xíu, nhưng không vấn đề gì hết nha. Cây thì đảm bảo sống khỏe. Còn ở trước này nguyên một cái cụm luôn. Em đo cái củ này cho cô chú anh chị mình xem ha.
cũ rất là lớn. Cái cụm này là 70 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 5. Cao 1m3, tiếng nghe 1m5, hoành 23. Mã số 5, 1.1 triệu, em bao gồm cả phí ship luôn. Tiếp theo mã số 6. Rất là nhiều hoa, ngũ sắc thái mà cô chú anh chị lựa tàn dày thì hoa sẽ nhiều. Khi mà chơi hết đợt bông này á, mình làm tàn lại cũng rất là mau luôn. Tại vì form tàn dày nó có sẵn rồi, mà tàn càng dày á thì hoa càng nhiều. Mà form tàn dày thì nhà vườn em nuôi cũng rất là nhiều kê, rất là nhiều đợt rồi mới được cái form tàn mà nó dày như thế này nha cô chú anh chị. Siêu bông mua nè, búp nụ thì cực kỳ nhiều. Đây, dạng lá thì xanh tốt luôn ha. Em nghiêng cái tàn xuống cho cô chú anh chị mình xem luôn. Đây, búp nụ bông rất là nhiều nha cô chú anh chị ha, búp nụ rồi nè, rất là nhiều luôn. Dạng lá thì xanh mướt ha. Nói chung là cây này là chỗ bông đều hết, chỗ nào cũng có hoa hết trơn, chứ không phải là ghiền xung quanh đó cô chú anh chị. Ở phía trên nó cũng có nụ hoa nữa. Cây thì mùa mưa mà làm được bông như thế này là cây rất là khỏe cây luôn nha cô chú anh chị. Đây, tàn gom luôn nha cô chú anh chị. Cái thân ở đây cũng rất là lực ha. Một ôm tay của em ôm không giác luôn ha. Gốc già. Gốc già, gốc sạch luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 6. Cao 1m3, ngay 1m4, hoành 18. Mã số 6, 1.2 triệu, em bao gồm cả phí ship ạ. Tiếp theo là mã số 7. Số 7 thì cây này tông cao một xíu. Quá xá cây tông cao nè cô chú anh chị. Cây này giống như cây dù vậy ha. Cây này về cô chú anh chị mà nào muốn chơi tàn dù thì mình vô khôn, không thôi thì mình thả tàn tự nhiên nha. Quá xá bông mình nè, mặt hoa coi nè, rất là đẹp luôn ha. Mặt nào cũng có hoa hết trơn. Tàn dày, cực kỳ dày luôn. Tàn gom luôn, củ đặc. Gốc quá sạch ha cô chú anh chị. Củ ở đây là 58 ha. Rồi mã số 7. Cao 1m5, ngay 1m4, hoành 20, 1.2 triệu, em bao gồm cả phí ship ạ. Bỏ giấy luôn. Trơn á. Tiếp theo mã số 8. Dáng gì trời. Mã số 8 cũng là một cây ngũ sắc luôn nha cô chú anh chị. Cây này thì tông lùng ha, tông lùng mà tàn thì siêu tàn, siêu dày. Nghiêng cái tàn xuống cho cô chú anh chị xem. Tàn cực kỳ dày ha cô chú anh chị, gung nè, bông nó cũng không rụng ha. Tàn rất là dày tàn. Hoa thì nở đều hết bốn mặt. Búp nụ rất là nhiều. Những cái cây giòn giòn như thế này nè cô chú anh chị, mình trên chân trên sân thượng á thì nó cũng sẽ rất là đẹp luôn ha. Nó nhỏ mà nó tàn nó dày nè. Cái này là dày kín mít hết luôn nè. Ở phía trong nè. Đây, phía trong mà ha, phía mặt trong nè.
vẫn có búp nụ nè, nè tàn cực kỳ dày. Củ đế lật nha cô chú anh chị, cây này là củ đế gốc lùn lật ha, nó lùn hơn mà cái củ nó được cái củ đế nè, rất là già nè. Củ lật gốc sạch nha cô chú anh chị, cây nào mà có hẹo thì em nói, còn cây nào mà gốc sạch thì em nói gốc sạch à. Rồi mã số 8. Cao 1m15, tán ngang 1m4. Thấy không? Cao có 1m15 mà tổng tán ngang tới 1m4 luôn á. Tàn lớn, quặng 17, 950.000 bao gồm cả phí ship ạ. Khi ship thì em ship luôn cả chậu nha. Chậu bên em là chậu mũ nha cô chú anh chị. Tiếp theo mã số 9. Số 9 cũng là một cây ngũ sắc luôn, em nghiêng cái tàn xuống cho cô chú anh chị mình xem luôn à. Cây nào thì em cũng bao cô chú anh chị mình tàn dày vừa lớn cho á. Thì cái shop của em, cái vườn của em ha, bán ngũ sắc hái thì cô chú anh chị cứ yên tâm đi, mua tàn cực kỳ dày tàn không à, chứ không phải là tàn lỏng lẻo đâu, cô chú anh chị yên tâm nè. Tàn nó dày cui nè, tại vì ngũ sắc hái thì chủ yếu là cái tàn càng dày thì hoa nó mới nở nhiều chứ nó đẹp nữa, với lại là làm lại bông thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Năm màu rực rỡ nha cô chú anh chị. Bức nụ ha rất là nhiều. Đây mặt hoa của nó nè. Cái này gọi là siêu bông luôn. Bức nụ rất là nhiều. Ở dưới đây là tàn gom luôn nha cô chú anh chị. Đế sổ tàn gom ha. Rồi đế sổ xuống rồi nè, có cây già gốc. Mã số 9. Cao. Đây ha. Cao 1m3, tới ngay 1m4, hoành 15, mã số 9 1 triệu đồng. Em bao gồm cả phí ship luôn ạ. Đủ hết màu nha cô chú anh chị, đủ màu rực rỡ ha. Tiếp theo mã số 10. Số 10 cũng là một cây hoa ngũ sắc luôn, rực rỡ bông. Tai bông thì rất là nhiều hoa luôn nha cô chú anh chị, rất là nhiều hoa. Thì cô chú anh chị yên tâm ha, các mắt ghép thì cũng đã được nối liền lại với nhau hết rồi. Em ghép lâu lắm rồi mới được cái phơm tàn nó lớn như thế này nè. Kê cũng là 3-4 đợt rồi mới được cái phơm tàn nó dày như thế này. Ở tàn gom gốc thì rất là già luôn nha cô chú anh chị. Đây là gốc già gốc sạch ha. Số 10. Gốc sạch đẹp ha cô chú anh chị. Nó xoắn lại với nhau ha. Cao 1m15. Tổng tán ngang của nó là 1m3, quành 15, 950.000 mã số 10. Tiếp theo nữa là mã số 11. Mã số 11 cũng là số 11 cũng là một cây giấy ngũ sắc luôn. Cây này phơm tàn lớn ha, cực kỳ là dày tàn nha cô chú anh chị. Bức nụ của nó nè rất là nhiều ha. Gốc già luôn nha cô chú anh chị. Đây cái củ đế nè, chứ anh chị thấy cái củ đế gốc nó sạch ha.
củ già gốc sạch, quá đẹp. Số 11 cao 1m2 tới ngang 1m4, quầy 18 1,1 triệu em bao gồm cái phí ship. Tiếp theo mã số 12 cái gì ta? Tiếp theo mã số 12 là cây tiểu Ấn Độ nha cô chú anh chị. Đây Ấn Độ hay tiểu Ấn Độ gì em nói đại ha. Quá xá cây này nó cũng tàn, nó dày nữa nè. Em được một cặp nha, tàn dày, tông một cốt luôn. Một cốt này là một cốt khó khăn ha. Quá xá tàn nó dày coi nè. Cái mặt hoa của nó là cây, cái dòng này là nó đổi màu nha cô chú anh chị. Đâu rồi, đây em diễn tả nè. Khi bông mới già là nó đậm bên dày, còn nó mới có búp nụ thì nó sẽ dày. Cây đổi màu ha. Cây này mà bông full mặt là rất là đẹp ha. Cái này cô chú anh chị mình lấy bo cũng rất là nhiều bo ha. Cây này là cây rất là già rồi nè, mới được cái phơm tàn ở như thế này nè. Vàng lá thì rất khỏe nha cô chú anh chị. Cây này khỏe lắm nha. Vàng lá thì xanh mướt nè. Những cái đọt này nè, tuột này về mình lấy mình ghép cũng được ha. Còn đế này đến một cốt nè. Đế một cốt ha, gốc già. Rồi mã số 12 cao 1m05, tổng tới ngang 1m17, 400.000 hả? 400.000 em bao ship, trời giá cực kỳ mềm nha cô chú anh chị. Tàn dày mà đế một cốt nữa, có 400.000 à, bao ship nữa, ship luôn cả chậu luôn nha. Tiếp theo mã số 13, rồi cây này tàn còn dày lớn hơn là cây kia nữa. 12, 13 em được con cặp. Cái mặt hoa của nó nè. Đây mặt hoa về cui rồi. Vàng lá là xanh mướt. Đế đất lượng nha. Đế một cốt đất lượng ha. Gốc già sổ. Còn mã số 13, cô chú anh chị xem lại cái mặt hoa nè. Cái cây này thì nở bông nhiều hơn xíu, mặt hoa rất là đẹp ha. Cao 1m, ngang 1m15, mã số 13, 400.000 em bao gồm cả phí ship ạ. Nhiều. Tiếp theo là một cặp đỏ lửa nha cô chú anh chị. Một cặp đỏ lửa gồm 2 cây. Mã số. Xong ghi mã số. Nãy là mã số mà mười mấy. Lấy út ghi vô. Mã số 14 là một cặp đỏ lửa nha cô chú anh chị. Đây tàn rất là dày ha. Màu đỏ lửa màu sáng nha cô chú anh chị. Lấy cây viết ghi vô giùm con. Một cây như thế này là 300, còn một cặp là 500 nha cô chú anh chị. Em đo chiều cao ha. Chiều cao 60, tán ngang 60. Quành ở đây đo trừ hao dây đi, là 12 đi, 13 tính 12 trừ hao dây nha. Gốc già nha cô chú anh chị. Này về vô chậu gốm sứ ở chân trước nhà rất là đẹp nha. Và mã số 14. Thì một cặp như thế này thì 500, 10 một cây thì là 300. Mã số 14. Tiếp theo mã số 15 cũng vậy luôn ha. Tiếp theo mã số 15. Cặp này thì nhiều màu nha cô chú anh chị, gồm nhiều màu tiết ha.
thì em cũng kể đây là màu tím tiết siêu hoa, màu hồng cánh sen, màu trắng, màu đỏ giúp bi da, 1, 2, 3, 4 màu trắng nữa. Cây này 4 màu, còn cây này thì 5 màu, có màu cam lửa, thêm một màu cam lửa, cũng những màu như vậy nhưng mà thêm một nhánh cam lửa nó 5 màu, một cây 4 màu, một cây 5 màu. Em đo chiều cao ha, gốc này cực kỳ già luôn nha cô chú anh chị, gốc lớn luôn ha. Cô chú anh chị nào mà mình trồng lối đi á, mình mua những cái cây này về vô chậu trồng cặp đường đi rất là đẹp. Cao 70. Cây bên đây cũng vậy, tán ngang 60. Cây này cũng tán ngang 60 luôn. Nói chung cặp này xứng lắm nha cô chú anh chị, nhiều màu ha. Quạnh đây là 13, quạnh đây 12, một quạnh 12, 13, chiều cao 60, ngang 6, chiều y ghen nhau luôn. Cặp như thế này là 500, lẻ thì 300 ngàn một cây, bao ship toàn quốc ạ. Mã số 15. Tiếp theo mã số 16. 16 là một cặp hồng găng, hồng găng bông đậm nha cô chú anh chị. Mã số 16 là một cặp hồng găng bông đậm. Rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị, cái mặt hoa của nó nè. Rất là đẹp. Gốc lớn luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao 70. Bên đây cao cũng 70. Tán ngang 64. Cây này tán ngang 60. Hoành 16. Ở đây hoành 15. Cặp này xứng lắm nha cô chú anh chị, gật gỡ hoa ha. Này vô chậu gốm rất đẹp ha. Một cặp thì 500, lẻ một cây thì 300. Mã số 16, một cặp hồng găng bông đậm. Tiếp theo mã số 17. Màu trắng phớt hồng ha. Tổng thể chiều cao 70. Tổng tán ngang 77. Hoành là 9. Rồi mã số 17, 300 ngàn, bao gồm phí ship ạ. Rồi mã số 17 cũng có clip ạ. Mong cô chú anh chị ủng hộ vườn em ha. Em hẹn cô chú anh chị vào clip đợt sau ạ. Em xin chào, hẹn gặp lại.